cảnh bạo không cần đóng thế, Lan Ngọc Diễm My không có đối thủ. Ninh Lan Ngọc đang vượt qua nguyên tắc trong nghề để thử sức mình với những phân cảnh nóng bỏng trên màn ảnh. Trong bộ phim điện ảnh Cô Gái Từ Quá Khứ, cô chấp nhận đóng cảnh chút bỏ toàn bộ semi mà không cần người đóng thế. Suốt 12 năm làm nghề, nguyên tắc của tôi là luôn hỏi trước đạo diễn rằng phim này có cảnh nóng, phải cởi đồ hay không, tôi mới dám nhận. Với nhân vật Hoàng Quyên thì tôi phải chút bỏ semi để quay cảnh nóng và đó là một điều không hề dễ dàng, ngay cả khi mình rất tin tưởng ekip cũng như bạn diễn của mình. Đến giờ này tôi rất hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả, Ninh Dương Ngọc chia sẻ. Trước đó trong bộ phim điện ảnh Gái Già Làm Chiêu, Lan Ngọc cũng tự mình đảm nhận cảnh nóng, đóng cùng bạn diễn kém tuổi Lê Xuân Tiền. Nữ diễn viên đã phải quay cảnh lăn xả này nhiều lần cùng đàn em kém 6 tuổi trong căn phòng nóng bức. Năm 2010, khi đóng cánh đồng bất tận, nữ diễn viên đã thẳng từng từ chối diễn cảnh nương bị cưỡng bức nếu buộc cô phải cởi đồ. Trong phim điện ảnh Hốt Bạc Trăm Tỷ, doanh thu phòng vé của cô lại vợ bầu, Lan Ngọc có cảnh quay trên giường cùng anh Tú khi cả hai đi quá giới hạn sau một lần uống say. Khi công chiếu thì phân cảnh này đã bị cắt bỏ. Trong bộ phim Nhân Tình Lạc Lối, Ngọc Nữ 9X và diễn viên Chi Bảo có nhiều cảnh tình cảm tới mức khán giả có cảm giác là cặp đôi, cứ gặp nhau là hôn. Không ngại hy sinh vì nghệ thuật, phải kể đến Diễm My 9X khi cô được coi là mỹ nhân không có đối thủ trong các phân cảnh, tự mình thực hiện cảnh tình tứ trong phim. Trong một bài phỏng vấn thì cô từng khẳng định bản thân không ngại đóng các cảnh quay nhạy cảm nếu cần thiết. Nếu đọc kịch bản tôi thấy những cảnh đó phù hợp với tâm lý nhân vật, nội dung câu chuyện chứ không phải là chiêu trò câu khách cho phim thì tôi sẽ đồng ý làm mà không cần người đóng thế, Diễm My chia sẻ. Cảnh nhân vật của Diễm My vô tình bị rơi mất chiếc khăn cuốn người lại đúng lúc Bình Minh xuất hiện đã tạo nên tình huống trớ trêu và nhạy cảm. Ngoài ra nhân vật Mai Thị trong Mỹ Nhân Kế cũng là vai diễn giúp tên tuổi của Diễm My được nhiều khán giả biết tới. Trong đó cảnh yêu giữa Mai Thị và chàng chăn dê do Phạm Anh Khoa thủ vai đã khiến hai diễn viên tốn mất hơn 7 tiếng đồng hồ mới nhận được cái gật đầu của đạo diễn Quang Dũng.